Bình minh trên biển bắt đầu một ngày mới. Tránh xa khói bụi ồn ào nơi phố thị đông đúc, thử bắt đầu một hành trình khám phá biển trời thiên nhiên từ Tuần Châu đến Lan Hạ. Hẳn bất cứ ai cũng có thể cảm thấy dễ chịu, những cảm xúc được xoa dịu và những tổn thương được chữa lành. Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây, Lan Hạ lại trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới do câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới trao giấy chứng nhận. Lan Hạ tựa như phép màu của tạo hóa, tách biệt hẳn khỏi thế giới ồn ào với những toan tính đua chen. Chính sự ẩn mình của viên ngọc thô triệu năm này đã khiến lòng người say đắm khi biết đến, và ngày càng nhiều người tìm đến Lan Hạ để được tựa vào lòng mẹ thiên nhiên bình yên, tạm rời xa phố phường bê tông chật hẹp và khói bụi. Chào mừng đến với Vịnh Lan Hạ. Chúng tôi đã sống ở Việt Nam được 4 năm và đã ghé thăm rất nhiều địa điểm du lịch. Đất nước của các bạn quả thật rất xinh đẹp và chúng tôi đã tới Lan Hạ này rồi. Tuy nhiên mỗi lần đặt tới là chúng tôi lại có những cảm giác khác nhau. Ở đây có rất nhiều hoạt động thú vị chúng ta có thể trải nghiệm. Hãy cùng chúng tôi khám phá Vịnh Lan Hạ nhé! Với các vùng biển nước đẹp mê mải như Lan Hạ, du khách có thể lựa chọn các loại hình phương tiện khác nhau để tham quan như thủy phi cơ, trực thăng hoặc du thuyền. Tuy nhiên, để vừa quan sát toàn cảnh, vừa có thể đến gần hoặc trực tiếp khám phá các núi đá, thì du thuyền là phương tiện tối ưu nhất để cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp nơi đây. Tàu rời thiên đường du lịch biển đẹp mê mải là đảo Ngọc Tuần Châu không lâu, Vịnh Lan Hạ đã hiện ra trước mắt. Những đỉnh núi đá vôi hùng vĩ ngự trên làn nước xanh thẳm màu ngọc bích, những bãi cát trắng đẹp như huyền thoại, những dạng san hô rực rỡ và một bầu không khí trong veo, tất cả bằng sự khéo léo sắp đặt của mẹ thiên nhiên đã cộng hưởng với nhau tạo nên bức tranh nước non Lan Hạ mênh mông trời biển, hoang sơ mà say đắm lòng người. Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà với diện tích khoảng trên 7.000 mét vuông và hàng nghìn đảo đá lớn nhỏ, cộng với một số bãi biển hoang sơ, thì điều đó là điểm hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt hơn nữa thì du khách có thể tìm kiếm sự bình yên và đắm chìm vào thiên nhiên cảnh vật nơi đây ạ. Điểm đến đầu tiên khi chạm tới Vịnh Lan Hạ là ao ếch tĩnh lặng, được tạo nên bởi những ngọn núi đá bao quanh là nước trong vắt và những bãi biển cát nhỏ nguyên sơ. Vịnh Lan Hạ có rất nhiều điểm nhấn như thế, với những tên gọi độc đáo như hang luồn, đảo khỉ, đảo xến, đảo cù. Trong làn gió mát rượi của đại dương, du khách sẽ được hướng dẫn di chuyển từ du thuyền sang thuyền nhỏ, tiếp cận và tự do lang thang trên những bãi cát đẹp, thoải mái vẫy vùng dưới làn nước trong xanh. Vị trí di chuyển thì khá là đơn giản và dễ dàng, và ở đây thì không khí rất là trong lành và thoải mái dễ chịu. Mà bất cứ một gia đình nào hay có trẻ nhỏ thì mình cũng đều có thể tới đây thư giãn vào những ngày cuối tuần. Ao ếch trên Vịnh Lan Hạ được bao bọc bởi những ngọn núi đá và vùng vịnh xanh mát, một sự cầu kỳ của tạo hóa. Đây cũng là nơi kín gió, lý tưởng để trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như nhảy phao biển, chèo thuyền kayak hoặc bơi trên vịnh. Đặc biệt, với thuyền kayak, du khách có thể tự trèo đến gần những ngọn núi đá, trèo lên núi đá hoặc khám phá tận cùng vẻ đẹp tiềm ẩn nơi đây. Tại sao chúng ta lại lựa chọn thuyền kayak để khám phá Vịnh Lan Hạ? Trèo thuyền kayak là cách mà các vị khách tới đây có thể khám phá được toàn bộ Vịnh Lan Hạ, để có thể hòa mình và thưởng thức không gian thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây. Cũng sẽ hơi nguy hiểm một chút đấy, nhưng bạn đã có áo phao và có cả sự theo dõi tận tình từ các nhân viên của chúng tôi nữa. Tuyệt quá vì tôi cũng không biết bơi. Được rồi, tôi hy vọng các bạn sẽ sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu khám phá Lan Hạ bằng thuyền kayak. Chúng tôi rất nóng lòng, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Kayak là tên dùng để gọi một chiếc thuyền nhỏ và mỏng, có chiều ngang tương đối hẹp, chỉ thích hợp để chứa từ 1 đến 3 người trên thuyền. Giữa bao la biển nước được bao bọc quây quần những đảo đá sừng sững, người chèo thuyền sẽ cảm thấy mình thật bé nhỏ, mà càng bé nhỏ giữa thiên nhiên, người ta càng biết sống tích cực hơn. Từ thuyền kayak, du khách cũng có thể ngắm nhìn vô số khung cảnh sống động của thế giới biển dưới làn nước trong xanh.
Đây là một kiệt tác của tạo hóa, được gọi là hang sáng tối. Nửa thân ẩn dưới nước, nửa thân trên nhô lên trên mực nước, thành trần hang lấp lánh những khối thạch nhũ được ngưng tụ từ đá vôi qua hàng triệu năm, đầy mê hoặc với ánh sáng tự nhiên tràn qua các khe hở và lỗ hổng trên đá. Hang sáng tối cũng là con đường dẫn đến chốn thần tiên, nơi hòa quyện của núi, trời và thực vật biển. Để đi vào hang sáng tối, thuyền kayak hoặc thuyền nan là lựa chọn tối ưu nhất, và những dịch vụ này đã được phát triển bài bản, trở thành một nguồn thu nhập của cư dân địa phương. Đây chính là những khoảnh khắc chúng ta có thể sống chậm lại để lắng nghe, ngắm nhìn, quan sát, cảm nhận thật trọn vẹn những hơi thở cuộc sống hiền hòa, chân chất của người làng chài giữa lòng vịnh. Những chiếc thuyền này thì được người dân địa phương dùng để đánh cá, nhưng mà không ngờ bây giờ được đưa vào để khai thác, để cho các du khách trải nghiệm. Thì đây là một cái điểm rất là thu hút, thì mình có thể đến cận cảnh những hang sáng tối và những cái hang xiên, rồi những cái mỏm đá rất là gần, rất là, và khung cảnh rất trải nghiệm rất là tuyệt vời. Tôi thấy khung cảnh tại đây thật yên bình, rất thích hợp để chèo thuyền kayak. Những hang động nhỏ với đủ các hình thù đa dạng, những ngọn núi cao thấp trên mặt nước, tôi cảm thấy mình có thể chạm vào chúng ở cự ly rất gần bằng thuyền kayak. Việt Nam thật tuyệt vì có những nơi đẹp như thế này để đi du lịch, nên gia đình tôi quyết định dành kỳ nghỉ hè tại đây và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ còn quay lại nếu có cơ hội. Chúng tôi cảm nhận được một sự nguyên bản, một vẻ đẹp rất mộc mạc, gần gũi. Khung cảnh thiên nhiên quả thật rất hữu tình, cùng với những con người vô cùng thân thiện và hiếu khách. Tất cả đều thật đẹp, đúng vậy, rất đẹp. Cùng với hành trình trải nghiệm vịnh Lan Hạ bằng du thuyền, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảm giác bình yên và tự do mênh mông, thì ẩm thực cũng là một trong những điểm hấp dẫn mời gọi du khách khám phá. Du khách có thể tìm hiểu hương vị truyền thống của Việt Nam, tự tay thực hiện những món ăn ngon, là đặc sản, là quốc thực của đất nước hòa bình, mến khách. Sự nâng cấp của các cơ sở lưu trú linh động trên biển, đặc biệt trên các du thuyền cao cấp, với hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, nhân lực phục vụ, cùng sự hoàn thiện của các dịch vụ tiện ích, cũng là yếu tố thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Chúng tôi đã và đang rất nỗ lực để không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất cũng như chất lượng đội ngũ nhân viên ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng và hỗ trợ du khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Trong thời gian tới, tôi mong muốn ngày càng có nhiều bạn bè khắp nơi biết tới Lan Hạ và lựa chọn địa danh này để tới khám phá và trải nghiệm, cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về vùng đất, vùng biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Chuyến du lịch thú vị đã kết thúc rồi. Thật là một chuyến đi tuyệt vời. Chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động giữa thiên nhiên tươi đẹp, cùng nhau tham quan các hang động, thăm làng chài, đi câu mực và được ăn rất nhiều món ăn ngon. Hy vọng rằng các bạn đã có những phút giây thư giãn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá Vịnh Lan Hạ. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Thư thái giữa biển trời lênh đênh sóng nước, giải phóng bản thân thông qua khám phá thiên nhiên chính là nguồn cội, cũng là xu hướng mà nhân loại đang hướng đến. Một hành trình đắm say, đáng nhớ từ Tuần Châu đến Lan Hạ chính là câu trả lời cho bản ngã trong sâu thẳm mỗi người tưởng như đã quên, để từ đó có thêm những khát vọng được đánh thức, những sức sống được bật lên.